Xin chân thành cảm ơn Asus và MSI đã tài trợ cho chuyến đi Computex lần này. Xin chào tất cả các bạn, hiện tại thì mình đang đứng tại gian hàng của FSP tại sự kiện Computex 2018. Và tại đây thì FSP đã đưa ra rất là nhiều giải pháp về nguồn mới, mà trong đó có 3 giải pháp được mình đánh giá rất là cao. Về giải pháp đầu tiên là một giải pháp về nguồn dành cho những game thủ có mức đầu tư kha khá. Đấy chính là bộ nguồn FSP Hydro G thế hệ thứ 2. Và ở đây chúng ta sẽ có 3 bộ nguồn Hydro G thế hệ thứ 2, có nó sẽ giải từ 500W cho đến 1000W. Và trên tay của mình đây, đấy chính là bộ nguồn có công suất là 1000W. Mặc dù là 1000W nhưng mà kích thước của nó cũng giống như là những bộ 500W hay là 800W khác. Thì đây, kích thước của nó rất là bé và nó sẽ có chuẩn là 80 plus gold. Nhìn qua các bạn thấy nó rất là bé đúng không? Thứ hai nữa là thiết kế của nó rất là đẹp. Đây các bạn có thể thấy thiết kế của nó đậm chất game thủ, ở phía một bên các bạn có thể sâu nó ra nhìn nó vẫn rất là đẹp luôn. Rồi về mặt phía bên ngoài đây, nó được làm dạng sần thì nhìn nó sẽ được đẹp mắt hơn, là hoặc là nó cũng sẽ nhìn nó độc lạ hơn với cả những bộ nguồn thông thường. Thứ hai nữa, bộ vỏ này được FSP quảng cáo đấy chính là nó là vỏ chống nổ, thế nên là nó sẽ an toàn hơn. Nếu như bộ nguồn này có bị nổ ấy thì phần vỏ này nó cũng sẽ giữ nguyên như thế, nó không bị biến dạng hay là nó sẽ ảnh hưởng đến những linh kiện khác ở trong bộ cây của các bạn. Tiếp theo thì nó vẫn sẽ là nguồn module giống như là những thế hệ trước. Và đây, tổng thể lại thì các bạn có thể thấy đây sẽ là một bộ nguồn có mức giá vừa phải, nó vẫn tương đương như là thế hệ cũ, kích thước nhỏ gọn, an toàn, rồi thiết kế rất là đẹp, cộng thêm cả module nữa thì đây sẽ là một bộ nguồn rất đáng lựa chọn dành cho các bạn. Giải pháp thứ hai mà mình muốn giới thiệu tới các bạn đấy chính là bộ nguồn PTM Plus của FSP. Mình đã có một video mở hộp bộ nguồn PTM Plus công suất 1200W rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ nguồn PTM Plus nhưng mà công suất 850W. Nó có công suất nhỏ hơn và mức giá nó cũng sẽ hợp lý hơn bộ nguồn kia là $450. Thực ra là $450 cho một bộ nguồn 850W thì nó vẫn khá là đắt, thế nên là nó sẽ chỉ hầu như là nó chỉ dành cho những modder hay là những người dùng đặc biệt mà thôi. Nhưng mà đây sẽ là một bộ nguồn rất đặc biệt dành cho các bạn. Bởi vì sao các bạn, đây là bộ nguồn 850W, nó có thể ép xung lên 1000W khi các bạn sử dụng hệ thống tản nhiệt nước ở đây. Đấy, nó có tản nhiệt nước và đây là block của Bitpower làm cho FSP, thế nên hiệu năng của nó rất là tốt. Đây, một bộ nguồn to 850W là mình cầm rất nặng luôn, mình có thể tập tạ với cả bộ nguồn này. Thế nên là các bạn hãy cứ tự tin là chất lượng linh kiện ở bên trong nó cực kỳ ngon. Và đây là bộ nguồn có chất lượng linh kiện có thể nói là tốt nhất thị trường hiện nay. $450 cho một bộ nguồn 850W, nó sẽ dành cho những người dùng rất rất đặc biệt hoặc là những modder để làm ra những bộ cây đặc biệt khác. Đây chính là giải pháp thứ ba mà mình muốn giới thiệu tới các bạn, đấy chính là giải pháp về coin và hoặc là blockchain của FSP. Bên này, về giải pháp này sẽ có hai giải pháp nhỏ bên trong nhá. Thứ nhất là bộ nguồn công suất 2000W chuẩn 80 plus platinum của FSP. Một mình nó, các bạn có thể thấy đây, một mình nó cân được 11 chiếc RX 570. Thế nên các bạn sẽ không cần phải nghĩ đến giải pháp là hai nguồn để cân nhiều các loại các thứ nữa. Thì bây giờ các bạn chỉ cần một chiếc nguồn của FSP công suất 2000W, các bạn đã có thể cân được 11 chiếc RX 570. Nó rất là hợp lý để các bạn đào coin, cũng như là nó sẽ giảm cái chi phí đầu tư của các bạn xuống. Đây, mà nó cũng sẽ an toàn hơn là việc các bạn sử dụng hai nguồn rất là nhiều. Và giải pháp thứ hai về coin đấy chính là đây, bộ nguồn công suất 1600W, đó được thiết kế theo kiểu là module. Và đây nó sẽ không phải là một bộ nguồn thông thường, mà nó sẽ là một bộ nguồn chỉ dành đường dành cho là đường 12V mà thôi. Nó sẽ chỉ cấp điện cho các đồ họa các thứ, mà còn CPU nó sẽ sử dụng một bộ nguồn riêng như thế này. Đây, nếu với bộ nguồn này thì nó vẫn sẽ phục vụ cho là việc các bạn đào coin, các bạn làm blockchain, nhưng mà nó sẽ chuyên trị đường 12V của các đồ họa các thứ. Còn CPU hay là những đường thông thường thì nó vẫn sẽ được cấp bằng một bộ nguồn phụ như thế này. Đấy, nó hai nguồn nhưng mà nó sẽ an toàn hơn việc các bạn sử dụng hai nguồn thông thường rất là nhiều, bởi vì bộ nguồn này nó sẽ chuyên trị cho là đường 12V. Đây, một mình con này có thể cân được ở đây, như mình thấy là nó cân được là 6 con GTX 1060, nhưng mà nó chỉ lốt là ở đây là 50% mà thôi. Đây, một bộ nguồn rất ngon và nó chỉ trị đường 12V, thế nên là về nhiệt độ của nó rất là mát và nó cũng sẽ rất an toàn cho cả hệ thống của các bạn. Và vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn 3 giải pháp nguồn rất mới của FSP. Thứ nhất là bộ nguồn dành cho game thủ có mức giá vừa phải này. Thứ hai là một bộ nguồn cao cấp có tản nhiệt nước này. Thứ ba đấy chính là giải pháp về blockchain cũng như là về coin. Rồi bây giờ mình sẽ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những sản phẩm khác.